Xin chào các bạn, mình là Pink Dot và hôm nay sẽ là bài viết Sống sót qua đại dịch zombie phần 4 vũ khí cận chiến của tác giả Chuê. Bắt đầu ngay thôi nào. Cận chiến. Mọi người nên tránh việc chiến đấu cận thân. Zombie chạy khá chậm nên việc chạy hoặc đi nhanh dễ hơn là đứng lại chiến đấu. Tuy nhiên thì đôi khi có thể cần biết cách tiêu diệt một con zombie ở cự ly gần. Khi điều này xảy ra, tính toán thời gian từng khoảnh khắc là tuyệt đối quan trọng. Mỗi bước di chuyển lỗi, mỗi giây phút chần chừ và bạn sẽ cảm thấy bàn tay lạnh ngắt bóp cổ bạn, hay những chiếc răng sắc nhọn cắn ngập vào da thịt. Vì tất cả những lý do trên, việc kiếm cho bạn một vũ khí cận chiến là quan trọng hơn những thứ khác. Vũ khí đập. Khi sử dụng một vũ khí không sắc nhọn, mục tiêu là để đập vỡ sọ. Hãy nhớ, cách duy nhất để giết một zombie là phá hủy não của nó. Xương sọ người là một trong những bề mặt cứng và bền chắc nhất trong tự nhiên. Và dĩ nhiên của zombie cũng phải thế. Phải cần dùng một lực cực kỳ mạnh để làm nứt hoặc là đập vỡ nó. Tuy nhiên thì việc này cần phải làm với một cú đánh duy nhất. Chính xác, đánh hụt hay không làm vỡ được xương sọ của zombie sẽ không cho bạn cơ hội làm lại. Gậy, diều cầm tay hay các loại gậy gỗ làm tốt cho công việc quật ngã một con zombie hoặc đánh nhau với người bình thường. Những thứ này thiếu sức nặng và sức mạnh cần thiết cho một cú đánh chí tử. Một đoạn ống nước bằng kim loại có thể làm được điều này, nhưng nó quá nặng để thực hiện cú đánh. Một cái búa tạ cũng có những hạn chế tương tự và cần luyện tập để đánh trúng một mục tiêu đang di chuyển. Những cái gậy bóng chày làm bằng hợp kim nhôm cũng đủ nhẹ để sử dụng trong một hoặc hai cuộc chiến, nhưng sẽ dễ bị cong sau một thời gian dài sử dụng. Một cái búa đinh của thợ mộc có đủ lực để đập, nhưng có một nhược điểm là cái cán của nó ngắn và zombie có thể tóm được vào tay bạn mà kéo nó về phía nó. Dùi cui của cảnh sát làm từ nhựa đủ mạnh trong bất kỳ trận đấu nào, nhưng thiếu đi khả năng one hit one kill. Điều này đã được tính toán trong thống kê. Vũ khí đập tốt nhất là một cái xà beng bằng thép, trọng lượng nhẹ tương đối và kết cấu bền chắc, khiến nó trở thành vũ khí lý tưởng để sử dụng trong cận chiến. Đoạn cong và được mài hơi sắc có thể cho phép động tác đâm xuyên qua hốc mắt, đi thẳng vào hộp sọ. Có nhiều người sống sót kể rằng đã giết zombie bằng cách này. Một lợi ích khác của cái xà beng là có thể dùng để mở cửa, dịch chuyển một vật nặng hoặc làm một vài việc mà nó được thiết kế để làm. Không có một chức năng nào của nó mà các vật được đề cập ở phía bên trên có thể làm được. Mẫu thiết kế bền hơn và nhẹ hơn của xà beng thép là làm bằng titanium, được tuồn vào thị trường châu Âu qua Đông Âu và các nước thuộc Liên bang Xô Viết. Vũ khí có lưỡi sắc. Các loại vũ khí có lưỡi ở bất kỳ hình dạng nào cũng có ưu nhược điểm so với vũ khí đập. Loại này có đủ sức mạnh để chém vỡ xương sọ, nhưng hiếm khi có thể chịu được tần suất liên tục. Vì lý do trên, chặt chém, đặc biệt là chặt đầu, cũng có chức năng tương tự như là đập vỡ đầu. Chú ý, cái đầu đã bị chặt xuống vẫn có thể cắn, nên phải chú ý cẩn thận. Chặt chém có ưu điểm hơn đập là nó có thể làm việc giết zombie không quan trọng. Trong một vài trường hợp, chỉ cần chặt đứt chân tay và phá hủy cột sống là làm zombie mất khả năng tấn công. Chú ý là việc chặt các chi của zombie cũng có khả năng phơi nhiễm virus. Diều dân dụng có thể dễ dàng đập nát đầu zombie, xuyên qua xương sọ và não chỉ bằng một cú vung tay. Việc chặt đầu cũng tương đối đơn giản, đó là lý do tại sao diều lại là công cụ ưa thích của các quan phủ trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên với một cái đầu di chuyển thì khó hơn, bạn có thể bị mất thăng bằng nếu chém trượt. Mã tấu dùng một tay, nhỏ hơn, là phương pháp cuối cùng nếu bạn bị dồn vào góc và vũ khí to có vẻ vô dụng. Một cái mã tấu có thể cứu sống bạn nếu bị zombie tấn công. Các loại kiếm là vũ khí lý tưởng trong các vũ khí chém, nhưng không phải là loại nào cũng dùng được. Các loại kiếm đâm lưỡi nhỏ không phù hợp để chém, chỉ có thể là một cú đâm chính xác xuyên qua hốc mắt hoặc là thẳng vào não. Động tác này chỉ mới thực hiện thành công được một lần bởi một kiếm sĩ dày dặn kinh nghiệm, vì thế nên không được khuyến khích. Các thanh kiếm dùng hai tay có thể được coi là vũ khí tốt nhất trong loại này. Nó có sức mạnh và sự chính xác để chặt đầu zombie một cách hoàn hảo. Trong đó thanh đao Katana Nhật Bản đứng hạng đầu vì nó chỉ nặng từ 1,5 đến 2,5 kg, có thể cầm để chiến đấu trong thời gian dài và lưỡi kiếm có thể chém đứt được các cơ bắp trên cơ thể zombie. Vũ khí hỗn hợp. Giáo, mâu, đinh ba có thể được dùng để xiên zombie, làm nó ngoài tầm với chứ không cần giết. Cơ hội để đâm xuyên qua hốc mắt của nó là có, nhưng cơ hội không cao lắm. Các loại kích. Giáo có đầu là rìu, có thể được dùng để chặt nhưng cần luyện tập rất nhiều. Các loại chùy gai cũng cần kinh nghiệm tương tự. Các loại dao có thể được dùng để tự vệ khá tốt vì trọng lượng nhẹ hơn mã tấu, khiến bạn dễ xoay sở hơn. Nếu được, hãy chọn cho mình những con dao có lưỡi dài không quá 15cm và luôn luôn phải chớn nhẵn.
bạn sẽ không muốn con dao của mình bị kẹt trong xương sọ của một con zombie khi ba con khác đang lao đến bạn. Và loại dao tuyệt vời nhất đó chính là dao công sự, bao gồm một lưỡi dao dài 15cm, chuôi dao có các núm bằng đồng sắc nhọn. Nó được phát triển trong thời cận chiến tranh thế giới thứ nhất, nhưng loại này chỉ có thể tìm thấy được ở viện bảo tàng và gần như không thể chiến đấu lâu dài. Trong cuộc chiến chống zombie, Nguyệt Nha Sản, sẻng của các sư Thiếu Lâm Tự là vũ khí đáng kể nhất. Khi xưa các sư Trung Quốc thường mang theo bên mình một cái sẻng khi đi đường để nếu gặp xác chết thì có thể chôn và làm lễ cầu siêu thoát. Ngoài ra có thể để tự vệ nếu gặp cướp. Nguyệt Nha Sản thì dài khoảng 3 mét có hai đầu. Sản, sẻng là một lưỡi sẻng sắc hình chuông. Và Nguyệt Nha, răng trăng. Nó có gốc tích từ thời nhà Đường 1122 đến 1766 sau công nguyên. Và trong vài trường hợp đặc biệt tỏ ra vô cùng hiệu quả trước xác sống. Dù dùng đầu nào đâm về phía trước cũng có thể làm xác sống đứt đầu ngay lập tức. Chiều dài này không phù hợp để chiến đấu trong nhà, nhưng nó sẽ giúp bạn giữ khoảng cách với zombie khi chiến đấu ở ngoài trời. Có nhiều vũ khí khác có thể được gặp ở khắp nơi trên thế giới, nhưng nếu bạn tìm kiếm một vũ khí lợi hại, nên tự hỏi những câu hỏi sau. Nó có đập vỡ được xương sọ bằng một phát đánh được không? Nếu không, nó có thể chặt đầu bằng một nhát chém được không? Nó có thể sử dụng được không? Nó có nhẹ không? Nó có bền không? Câu hỏi 3, 4 và 5 thì phải tùy vào tình trạng của bạn hiện tại. Câu hỏi 1 và 2 là tối quan trọng. Các công cụ chạy máy. Ảo tưởng thông thường cho chúng ta thấy sự bá đạo, mạnh mẽ của cưa máy. Nó nhanh như điện, lưỡi cưa xoay có thể chém qua xương thịt như thái rau. Tiếng gầm rú mạnh mẽ của nó có thể nâng cao tinh thần của người sử dụng, lấn át đi nỗi sợ hãi. Các bạn đã xem bao nhiêu bộ phim kinh dị, trong đó cái máy giết chóc công nghiệp này đã ban phát sự hủy diệt cho bất kỳ ai. Trong thực tế, cưa máy và các loại cưa tương tự thường xếp hạng best trong các vũ khí diệt zombie. Đầu tiên là nhiên liệu của chúng có hạn. Một khi hết chẳng khác nào các bạn đang cầm một cái radio hỏng. Mang thêm nhiên liệu hay pin dự trữ thì lại dẫn tới một vấn đề nghiêm trọng khác. Trọng lượng. Cái cưa máy trung bình nặng khoảng 6kg. So với một cái mã tấu nặng 8 lạng, tại sao lại tăng thêm cơ hội khiến bạn bị kiệt sức? Chỉ cần lỡ tay một cái là các răng cưa sẽ nghiến vào đầu bạn dễ như nghiến vào đầu zombie. Tiếng ồn cũng là một vấn đề. Như các loại máy khác, bạn chỉ cần bật vài giây thôi là tiếng gầm rú của nó gần như sẽ thông báo cho bọn zombie là bữa tối đã được dọn sẵn sàng rồi nè. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!